Hello các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục video hôm nữa là sẽ hướng dẫn bạn là cách vận hành tủ điện MSB. Rồi thì đây là một cái tủ điện bạn MSB nè, chạm xuống nè, nó tủ chạm nè, T1A này đó. Thì trong này nó bao gồm các đồng hồ đo ở dòng đã áp. Đây là có giới thiệu xong là cái bộ relay chống sét van đây, ngang tự bù đây rồi đây. Mình sẽ đi vào cái phần là kiểm tra này, bảo dưỡng và xử lý các sự cố trong tủ điện. Thì trước tiên á, là trước khi đóng mở nguồn cho tủ điện, người vận hành tủ điện cần phải kiểm tra an toàn trước khi đóng điện và thực hiện các bước sau đây. Thứ nhất là kiểm tra điện trở cách điện. Thì làm lấy hình này đi, mình sẽ dùng cái hình tủ DB để thị phạm cho cái tủ MSB nha. Đây mình quên chụp nó đi. Rồi thì đây, trước khi mà mình cấp điện, hiện tại là trong hình vẽ là đã cấp điện on này bạn. Thì bây giờ là muốn cấp điện on đó, là chúng ta phải đo cách điện trên cái tủ này đó. Thì mình tách điện đo bằng cái đồng hồ megaohm đó, đây các bạn này, dùng tiêu chuẩn đo điện áp này 1.000V này đó, khi thỏa mãn yêu cầu RCD lớn hơn 1 megaohm. Thì mình phải kiểm tra bước này. Rồi này, nếu mà RCD lớn hơn 1 megaohm á, thì nói chung là cụm đó có điện tốt. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua hình vẽ này, thì chúng ta sẽ tiến hành đo bằng đồng hồ đo megaohm. Thì đầu tiên ta sẽ đo cách điện giữa các pha này với cái dây nối đất rồi dây tê nè. Thì mình sẽ đo nó đo bằng megaohm. Thì khi mà giá trị giữa cái dây pha này với cái dây tê á, lớn hơn 1 megaohm thì đạt. Thứ hai là sẽ đo dây pha này với dây nguội. Thì khi hai dây đo với nhau á, mà giá trị cũng RCD cũng lớn hơn 1 megaohm thì đạt tiếp. Và thứ ba là chúng ta sẽ đo cái điện trở cách điện á, trên các pha với nhau, và cái giá trị của nó cũng trên 1 megaohm luôn á, thì chúng ta đạt yêu cầu thứ nhất là tổng điện. Thì mình chúng ta cũng chưa đóng vội nha. Thứ hai á, là chúng ta sẽ kiểm tra thông mạch. Rồi kiểm tra thông mạch là gì? Là kiểm tra sự liền kính của mạch điện, đảm bảo thiết bị sử dụng điện được cung cấp điện đầy đủ, nhất là đối với các thiết bị sử dụng nguồn điện 3 pha. Thì đây, thì chúng ta sẽ đo cái sự thông mạch. Thứ nhất là từ các dây pha này với dây nguội, nếu nó không là thông mạch nhau. Thứ hai là đo các dây pha với nhau. Bởi sao chúng ta phải đo? Để đo là ta biết được là cái dây này nó có đứt ở đâu hay không, hay chạm chập ở đâu không, để đảm bảo an toàn. Và mình thấy có một câu lưu ý đó, là đối với điện áp 3 pha là chúng ta phải đo kỹ. Bởi vì sao? Thì điện áp 3 pha là chúng ta phải có 3 pha này á, thì động cơ hoạt động được. Còn nếu mất một trong các pha này á, thì sẽ dẫn đến động cơ bị hư, bị cháy đó, nên chúng ta cần phải lưu ý. Rồi là sau khi chúng ta đã kiểm tra thông mạch rồi á, chúng ta sẽ kiểm tra cái điện áp. Thì kiểm tra chỉ số điện áp 3 pha với nhau và từng pha với trung tính, để đảm bảo cái điện áp cung cấp đến đúng với yêu cầu sử dụng của thiết bị điện. Là sao? Là thế này, là chúng ta sẽ đo cái điện áp pha này với điện áp dây trung tính. Thì đối với trạm thường nó sẽ là 4, nó là nguồn của mình 220, nhưng mà thường chạm sẽ là nguồn 230 đến 240 đó. Còn điện áp của các cái pha này nhau mình gọi là áp dây á, thì nó sẽ theo chuẩn là 380, nhưng đối với chạm nó là sẽ là 400 đó. Chúng ta lưu ý những thông số này. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ vệ sinh cái tủ điện. Thì đây là cái phần đánh giá ngoại quan đó. Tại sao thì mình sẽ đọc những cái này cho các bạn nghe. Thì vệ sinh tủ điện là gì? Là tìm kiếm này, bỏ những vật lạ nhất, bỏ những vật lạ này, nhất là những vật bằng kim loại này có thể gây ra các vấn đề chạm chập điện như kim, như là cáp này, kim loại vụn này, bu lông, tán này, đồ nghề thi công còn sót lại này, dụng cụ đồ nghề vệ sinh làm sạch tủ điện, dùng máy hút bụi nếu cảm thấy cần thiết. Thì đối với những cái tủ điện mà gần những cơ sở sản xuất gỗ hay bột cưa hay là những nơi mà gây ra bụi nhiều á, thì chúng ta sẽ cần dùng máy hút bụi để mà vệ sinh. Thì chúng ta không được dùng cái chất tẩy rửa này, chất hóa học để làm sạch bề mặt của các thiết bị đóng cắt, vì điều này có thể làm mờ này, gây khó nhìn các ghi chú này, ký hiệu các thiết bị này, hay cũng có thể làm hỏng hóc lớp cách điện của bề mặt. Thì sau đây mình cũng nói luôn á, là nếu các bạn mà trong bên làm bên gỗ á, thì thường thì bên gỗ sẽ dùng dầu hôi hoặc là xăng á, xăng thơm á, để vệ sinh cái mặt gỗ. Thì đối với xăng á, thì nó là một chất ăn mòn rất là lớn, cho nên khi mà chúng ta lau chùi ở trên thiết bị bằng nhựa, nó sẽ làm dập đi cái thiết bị đó. Thì những cái chữ mà hay màu sắc sơn mình còn lau qua nó là cũng sẽ mờ đi, cho nên chúng ta lưu ý không nên dùng xăng hay chất hóa chất để mà lau trên cái thiết bị điện của mình. Rồi thứ hai là chúng ta sẽ kiểm tra xung quanh là trong tủ có động nước hay là hơi nước hay không. Nếu mà thấy thì phải tìm ra nguyên nhân khắc phục và không để tình trạng đó xảy ra nữa, vì khi thiết bị điện bị ẩm nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị và gây ra nhiều hiện tượng phóng điện khi hoạt động. Thì mà khi chúng ta đã thỏa mãn được cái những điều kiện này này, kiểm tra cách điện tốt, kiểm tra thông mạch tốt, kiểm tra điện áp tốt, vệ sinh tủ điện ok, thì chúng ta có thể đóng điện vào các bạn. Thì đây là hình này, đúng không? Đây là vệ sinh rất là sạch sẽ rồi đó, thì chúng ta sẽ đóng điện vào và an toàn. Rồi thì khi mà tủ đã đóng điện rồi ấy, thì chúng ta sẽ có cái bước thứ hai là cái bước vận hành và bảo dưỡng nó. Thì đây là mình sẽ có những cái mục này: đối tượng này, phương pháp và tần suất kiểm tra tủ điện. Thì ta sẽ mô tả đi công việc chúng ta sẽ làm gì, là kiểm tra chướng ngại vật xung quanh này, tủ điện, cản trở quan sát hư hỏng đó. Thì chúng ta sẽ bằng cách là thị sát thôi, là dùng mắt mình bằng trực quan. Thì một ngày chúng ta sẽ đi kiểm tra một lần, chúng ta không cần mở tủ ra nhiều, nhìn vào xung quanh nó có ảnh hưởng hay không. Thứ hai là kiểm tra chỉ thị tủ điện có hoạt động tốt hay không này đó. Thì thị sát là chúng ta cứ 1.000 lần là càng tốt, dạo qua. Kiểm tra chức năng bên trong của nó thì khoảng 1 tháng, em ghi này 1 tháng, ghi này nó 1 tháng, okay, kiểm tra 1 lần. Còn kiểm tra toàn bộ á, thì chúng ta thường là 3 tháng cho đến 6 tháng đó, tùy theo cái quy mô và mức độ của cái trạm mà chúng ta vận hành đó, thì chúng ta sẽ có cái thời gian trình hợp lý nhất. Rồi tiếp theo là mình sẽ bước bảo dưỡng. Trước tiên còn kiểm tra chung, kiểm tra chung là phòng tủ điện về các vấn đề vệ sinh. Trong thời gian kiểm tra này, những dấu hiệu về sự ăn mòn này, nhiệt độ tăng cao so với bình thường, mùi khác thường, chúng ta đều phải điều tra kỹ, xác định nguyên nhân và tháo gỡ ra. Nếu mọi thứ bình thường thì định kỳ khoảng 6 tháng thì ta nên tiến hành bảo trì, bảo dưỡng các nội dung như sau đây. Thứ nhất là vệ sinh các bộ phận thiết bị khí cụ điện ở trong và ngoài tủ. Các bạn, thế là mình sẽ lau chùi những thiết bị này này. Đó, trong và ngoài tủ nó sạch sẽ luôn, kính kiết cho mình thấy rõ ràng màu sắc nè. Rồi kiểm tra hình dạng màu sắc của thanh cái, đây thanh cái đây, đây là kiểm tra màu sắc của hình dạng thanh cái này, nó có bị dị dạng hay không nè, màu sắc nó khác thường hay không nè, chạm hay cháy đâu là mình sẽ nhìn nó. Rồi trước khi mà chúng ta làm những cái này á, là chú ý rằng để thực hiện công tác trên được an toàn á, chúng ta phải ngắt tất cả các nguồn điện để đưa đến tủ trước khi tiến hành công tác. Nhớ em, xong chết ở đó. Rồi tiếp theo là gì? Vặn chặt những đai ốc này, bu lông bằng cờ lê này, khói chuyên dụng này, đồng thời quan sát các bu lông xem nó có bị phát nóng trong thời gian làm việc và khiến cho màu sắc bị biến đổi. Nếu có xảy ra thì chắc chắn điểm nói không tốt hay phát nóng. Thì đây mình giả sử đây là điểm đấu nói của cái CB, của MCB này đi, thì trên cái sợi dây này nó hiện tượng là bị đen nóng đó. Thì nghĩa là cái vị trí đấu nối này, một là quá tải, hai là cái vị trí đấu nối này không chặt dẫn đến hiện tượng là nó lỏng, sinh ra hồ quang, sinh ra nhiệt đó, nên có thể dẫn đến cháy nổ, chạm nguy hiểm. Kiểm tra dây dẫn nè, tiếp đất nè, làm sạch và siết lại bu lông tiếp đất. Cái khâu này chúng ta quan tâm nè, bởi vì sao? Cái tiếp điểm đất á, đây mình lấy hình này cho dễ coi. Đây thì đây thấy không, tiếp điểm đất là te này, thì những vị trí này chúng ta cần siết chặt, bởi vì nếu mà chúng ta siết lỏng á thì có khi là cái dòng điện nó sẽ không có chạy về đất luôn, thì nó sẽ lưu lại lên thiết bị á, dẫn đến trường hợp mà dòng rọ là sẽ ảnh hưởng đến cái người sử dụng cũng như là cái tuổi thọ của cái thiết bị đó. Nè, kiểm tra đầu của các cáp đã kết nối vào tủ này, xem có biến dạng hay đã bị quá nhiệt hay không. Điều này chứng tỏ đường dây điện cung cấp điện bị quá tải đó, từ đó mình sẽ có cái khắc phục. Ui cha, mở miệng quá. Để mình uống miếng nước coi. Thì khi mà hiện tượng quá tải xảy ra thì nó sẽ có những cái dấu hiệu mà mình sẽ nhận biết ở trên đường dây được. Thứ nhất là cái đường dây đến này nó sẽ nóng và cứng, và ở trên cái mối nối thường nó sẽ bị đen đi. Đó là những dấu hiệu chúng ta biết là nó sợi dây đang quá tải. Thì tải đang nhiều á, thì chúng ta sẽ có giải pháp á, là một, chia tải lại, hai, cái tải phát sinh đó sẽ đi vào nguồn khác, và thứ ba, nếu mà lâm thế lắm chúng ta phải thay lại cái sợi dây tải này để cho phù hợp. Rồi nha các bạn. Rồi thì xong quá trình bảo dưỡng rồi, thì hệ thống điện thường có hai vấn đề mà thường xảy ra, một là sự cố ngắn mạch, và thứ hai á, đây là sự cố quá tải. Ô, mình lại nói cái quá tải rồi, thì thôi đây là một cái quy trình để mình xử lý sự cố ngắn mạch đó. Và sự cố quá tải thì mình cũng sẽ chia sẻ các bạn luôn, là khi hệ thống đang hoạt động thì xảy ra hiện tượng ngắn mạch. Đây là một sự cố ảnh hưởng đến cái sự cung cấp điện này, thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân và khắc phục một cách nhanh chóng nhất đó. Thì ta sẽ tiến hành các bước sau đây. Thì nhất bước một là chúng ta phải cô lập cái tuyến cáp tại vị trí có sự cố bằng cách ngắt nguồn điện cung cấp và tháo cách ly nè, tuyến cáp ra khỏi hệ thống để tránh ảnh hưởng đến các thiết bị khác trong hệ thống. Thì đây mình có hình này, giả sử cái CB này đang đây mình sẽ dùng xi đôi để dễ này, một này, hai này, một tép này, có hai CB đôi và một CB tép ở đây. Thì CB tép này nó bị sự cố ngắn mạch đi thì nó nhảy xuống đông điện đó. Thì mình biết nguyên nhân là tại mình CB test này rồi, thì mình sẽ cắt điện này ra, ngắt cái nguồn điện, ngắt cái cáp này ra khỏi hệ thống này luôn, để nó không nhảy CB ở trên này ảnh hưởng đến cái thiết bị khác về hệ thống khác đó. Rồi bước thứ hai là mình sẽ làm gì? Mình sẽ kiểm tra, đây mình có ghi này bạn này, tháo đi khỏi đường ống đúng không? Rồi thì mình đã biết cô lọc đó, nên mình tháo dây ra đi, tháo cái sợi cáp này ra khỏi CB tép này, và mình sẽ bước thứ ba là mình sẽ đo thông mạch trên cái sợi dây này, sợi tải này, là coi nó có bị ngắn mạch ở trên dây tải này hay không. Và bước thứ tư là mình sẽ đo điện, đo cách điện này, đây này, đo cách điện trên cái này, kiểm tra cách điện thiết bị mà tuyến cáp đó cung cấp, là sau tải này nó có những cái thiết bị gì mình đo luôn đó. Và sau khi hai lần mình lại kiểm tra thì mình sẽ xác định được nguyên nhân ở đâu, trên cáp hay trên thiết bị. Nếu trên thiết bị thì mình sẽ xử lý thiết bị, mà trên cáp thì mình sẽ tìm ra vị trí này trên cáp mà mình xử lý là xong đó, và khắc phục sự cố đó. Và sau khi mình khắc phục xong rồi đó, thì ta sẽ đấu nó lại đó nha, đấu thiết bị và hệ thống, và chúng ta sẽ sử dụng tiếp. Nhưng mà lưu ý mình là tốt nhất là chúng ta nên tổng kết lại rồi chúng ta lập báo cáo để kiểm tra và theo dõi cái sự việc này ở cái trường nào, nó thời gian bao lâu và nó bị sự cố ở đâu, để mà chúng ta sẽ lưu lại đi, nó có nhiều cái lợi lắm. Thì bài sau mình sẽ nói vì sao chúng ta phải lưu lại này. Nó hơi nhanh rồi, thì bài sau á, mình sẽ nói rõ bạn tại sao nó phải lưu lại cái vị trí này. Rồi cái sự cố thứ hai mà cũng sự cố cuối cùng rồi đó trong video hôm nay, đó là sự cố quá tải. Thì đúng không, sự cố quá tải nó cũng sẽ nhảy CB đó, thì mình sẽ kiểm tra này, kiểm tra là chỉ số điện áp 3 pha với nhau này, và từng pha trung tính này đảm bảo cái điện áp cung cấp đúng và yêu cầu sử dụng của thiết bị điện. Kiểm tra sơ đồ mạch điện có đấu nối đúng hay không. Kiểm tra phụ tải sử dụng. Thôi để mình vừa nói và giải thích luôn đi. Kiểm tra chỉ số 3 pha áp này, nó thì người ta sợ lệch áp nên mình kiểm tra chỉ số điện áp trên 3 pha này, nếu mà nó không bị lệch áp á, hoặc là bị ở vị trí nào á nó ảnh hưởng sụp áp hay tăng áp á, thì nó vẫn sẽ nhảy CB, vẫn nhảy, mình có thể sẽ bị là gọi là quá áp. Rồi kiểm tra sơ đồ mạch điện có đấu nối đúng hay không, đây là về kỹ thuật. Nếu mà đấu sai thì nó cũng vẫn xảy ra hiện tượng là nhảy CB, là mình cũng thường là nếu mà không gắn mạch thì sẽ quá tải đó. Rồi tiếp theo là kiểm tra phụ tải sử dụng, là cái tải mà chúng ta cung cấp có đúng với cái yêu cầu kỹ thuật hay không, đúng với cái thiết kế ban đầu hay không. Nếu nhiều hơn thì nghĩa là quá tải, còn mà đã đúng rồi mà quá tải thì chúng ta còn kiểm tra tiếp tục, kiểm tra tính toán lại dòng điện của phụ tải này đó, cùng tương tự này, thay thế kích thước dây dẫn và các thiết bị vào hệ thống sử dụng. Là khi mà chúng ta đã tiếp được phụ tải rồi và biết được giá trị của nó rồi, mà ta biết rằng cái dây dẫn tới giá trị nhỏ hơn cái yêu cầu của phụ tải, thì chúng ta cần phải thay thế dây tải lớn hơn để đảm bảo được cái tải của mình sử dụng. Sau khi mà chúng ta đã thay thế, sửa chữa rồi, chúng ta làm lại hết rồi đó, để mà đạt chuẩn rồi á, thì chúng ta sẽ làm gì? Đấu nối lại và đóng điện, đưa thiết bị vào hệ thống sử dụng. Bước thứ 7 là bước cuối cùng, lập báo cáo để kiểm tra và theo dõi. Rồi, hên quá, video hôm nay là mình đã kết thúc rồi, là chia sẻ với bạn xong á, là mình kiểm tra bảo dưỡng và xử lý cái sự cố mà trong tủ điện và các bước tiến hành luôn. Thì hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình vận hành, bảo dưỡng và cũng như xử lý các sự cố về điện ở trong nhà, hay là trong nhà xưởng, hay trong khu công nghiệp. Thì cảm ơn các bạn đã cùng xem với mình video tới đây. Thì hy vọng rằng mình sẽ gặp các bạn ở những video sau. Thôi, xin chào và hẹn gặp bạn ở những video sau.